Dạ em xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến quý vị các bạn một số hình ảnh của khu đô thị Phước Long 2 cũng như khu đô thị Bình Tân, An Bình Tân. Dạ. Thì hiện tại em đang đứng ngay vị trí này là con đường số A1 của khu đô thị Phước Long. Còn mé bên kia thì nó là đường T28 của khu đô thị An Bình Tân. Thì đoạn này cũng còn đất trống khá là nhiều và nhà thì cũng một số thì cũng lên hết rồi quý vị. Đó, nhà rất đẹp, thiết kế kiểu hiện đại bây giờ. Đó, bên đó là đường T28, khu đô thị An Bình Tân. Còn đây là con đường số A1. Yeah. Đường số A1 của khu đô thị VCN Phước Long 2. Đây là số 94 đường A1 Phước Long 2 này. Dọc đây là những cái nhà liên kế nha. Đi thẳng theo hướng con đường A1 này thì quý vị các bạn sẽ đi xuống ra giao với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Này nắng ghê ạ. Dạ, video này em thực hiện được hôm nay vào ngày 25 tháng 12 quý vị. À, qua ngày Noel rồi. Noel năm nay ở Nha Trang là không có nóng lắm. Không có lạnh lắm. Dạ, em nhầm, xin lỗi. Trời không có lạnh quý vị. Trời rất là nóng. So với mọi năm thì Noel là rất là lạnh. Năm nay có vẻ như nóng hơn. Và đây là ngay góc của đường số A1. Số 1A giao với đường số 28 nè. Dạ. Mấy bên kia là khu chung cư của Phước Long 2 nè. Nằm phía sau lưng của đường A1. Đoạn đây em đang đi là con đường số 28. Đi thẳng con đường số 28 thì quý vị các bạn sẽ ra giao lại con đường số 4 của VCN Phước Hải. Cũng như đi thẳng con đường số 28 này thì sẽ ra giao lại với đường Lê Hồng Phong. Khi xưa là đường tỉnh lộ 4 á. Dạ. Ở dọc đây của con đường số 28 là nhà cửa chật kín hết rồi. Và đa số con đường số 28 này hình như nó cũng là một con đường chính. Kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Siêu thị nội thất rồi các quán ăn uống cũng như là thiết bị điện kinh doanh. Và dọc đây là chung cư xã hội 1 hả? Ở bên kia là các cái nhà liên kế của nằm trên đường số 1. Đây là chung cư đây. Chung cư Phước Long 2. Đây, cao cũng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cao 12 tầng đó vậy. Đường rộng rãi, rất là thoáng. Gần đây có quán cà phê Home Coffee nè. Con đường này là đường số A2. Thì con đường số A2 này là nó song song với đường số A1 mấy bên đây. Dạ. Lên trên kia cũng có một cái chung cư nữa, đoạn trên. Này này đường số A2, tới đoạn kia là đường số B3 giao nhau với đường số A2. Đây là mặt tiền bên mé của chung cư nằm bên mé đường số A2. Thì dưới đây cũng dọc các cái kiosk này là chắc cũng kinh doanh buôn bán hết. Dưới chung cư. Mé đây thì mé mặt tiền của chung cư bên đường số 28. Ngay góc đây là đường số 28 giao với A2. Đó, còn ngay vị trí này là vòng xoay giao giữa con đường số 1A và đường số
28. Đường số 1A này thì nó thuộc khu đô thị VCN Phước Long 2. Còn bên kia thì con đường số T28, khu đô thị An Bình Tân. Nó đi hướng này thì quý vị sẽ có thể ra giao với đường Đại Lộ Nguyễn Tất Thành xuống khu vực của cầu Bình Tân. Còn chạy tuốt ra mé kia là dọc con đường Vành Đai 2, chạy dọc cái con sông Quán Trường. Đoạn này thì cũng còn vắng, đường thì cũng chưa có ngon lành, các bồn hoa giờ có mọc không, điện đường thì cũng có rồi, cây xanh thì cũng đây. Rồi em xin tạm dừng video tại đây, cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video, mến chào quý vị các bạn.